Thưa quý vị, vụ tàu chở container Dali đâm sập cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore của Mỹ có thể dẫn đến tổn thất bảo hiểm hàng tỷ đô la Mỹ và khởi đầu cho một quá trình kiện tụng kéo dài nhiều năm. Các chuyên gia bảo hiểm cho rằng vụ chở tàu container Dali đâm sập cầu Francis Scott Key có khả năng trở thành tổn thất bảo hiểm hàng hải lớn nhất từ trước tới nay với khoản tiền bồi thường vài tỷ đô la. Tàu Dali đang được bảo hiểm bởi Câu lạc bộ Bồi thường và Bảo vệ Britannia. Khoảng 80 công ty tái bảo hiểm khác nhau đang cung cấp khoản bảo hiểm trị giá khoảng 3 tỷ đô la cho công ty bảo hiểm của Dali. Vì vậy, tổn thất sẽ lan rộng ra rất nhiều công ty bảo hiểm. Trong số tiền bảo hiểm được yêu cầu, chỉ riêng cầu Francis Scott Key đã có thể trị giá hơn 1,2 tỷ đô la. Yêu cầu xây dựng lại cầu một cách nhanh chóng sẽ khiến chi phí bị đội lên ít nhất là 10 lần so với mức giá ban đầu của những năm 1970 vào khoảng 600 triệu đô la. Khoản tiền này sẽ do chính phủ liên bang Mỹ thanh toán.